Chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư của tư duy hay nhất tại Việt Nam và Bitcoin. Nếu bạn có một tài sản 100 đô, 1.000 đô, 20.000 đô hay gì đó, nhưng mà bạn không cần nó, nghe không cần nó, từ đây cho tới 2 năm nữa, tới 2024 thôi, ngay 2024 thôi, giữa 2024 thôi, thì ngay bây giờ là cái cơ hội bạn có thể nhảy vô để mua Bitcoin và có thể x2 tới 3 lần hoặc 5 lần nha. Tới 2024 thôi, giữa 2024 thôi. Mình là Daniel tới từ Tiền Kami, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Cái công việc của mình hàng ngày là học về tiền điện tử, học về Bitcoin, học về tiền điện tử. Ok, và ngay bây giờ là cái cơ hội mà để thay đổi một cuộc đời của bạn về cái mặt tài chính, chứ không phải là thấy đỏ ngoài thị trường là sợ mà chạy. Thì ngay bây giờ là cái lúc mà bạn chứng tỏ bạn là ai. Bạn là một người yếu đuối, hay là bạn là một người võ sĩ, hay là bạn là một người có thể ra trận chiến được. Ok, thì ngay bây giờ là cái lúc mà tất cả mọi thứ nó đang sập. Ngay bây giờ tất cả mọi thứ nó đang sập đó, thì nó nói lên cái câu chuyện là nếu bạn lắng nghe cái con người của bạn đó, thì bạn biết bây giờ bạn mới xác định được là bạn là ai. Bạn là mấy con chuột lông tông, hay là bạn là một cái con khổng lồ? Ok, bạn là đang dùng trái tim, tại tất cả mọi người đang la lớn là ngay bây giờ nó đang sập. Bạn đang nghe người ta hay là bạn nghe cái đầu của bạn? Bạn tin ai? Ok, riêng thằng Bitcoin, ngay bây giờ mình không có nói ô những đồng khác, ngồi đó phân tích cho bạn mệt lắm đúng không? Nhưng riêng thằng Bitcoin thì bạn phải biết rồi, nó là một cái đồng tiền thật nha, hay nhất, ho nhất, ngon nhất, tốt nhất, không có thể phá vỡ được, nhà nước không ngăn được. Ok, và toàn thế giới ngay bây giờ đang nhảy vô nó, thì ngay bây giờ là cái cơ hội để mua. Ok, bởi vì nếu mà nó lên là 20.000 và nó chạy lên 69.000 thì bạn sẽ không bao giờ có thể mua được nó. Và ok, bạn đừng có đợi nó lên 100.000 rồi bạn nhảy vô bạn mua, là bạn không còn nữa đâu mà mua. Và vừa rồi có một cái đợt, cái tuần vừa rồi có một cái cuối tuần, nó nhờ người ta nhảy vô đâu mua đâu 3 tỷ mấy đô la một lần, đúng không? Nếu mà những cái con cá mập vậy nó nhảy vô nó mua thêm 20 lần nữa thôi trong những cái sàn, thì là không bao giờ ở những cái sàn nó còn Bitcoin mà để bán cho bạn, chỉ 20 lần nữa thôi nghe. Và rõ ràng những cái con cá mập đang nhảy vô thị trường, mà BlackRock đang nhảy vô, mà Fidelity đang nhảy vô, mà những cái con khổng lồ đang nhảy vô, thì rõ ràng nó phải đánh cái giá làm sao cho nó xuống để nó mua rẻ, để nó rửa bạn ra, những cái người mà tay giấy sẽ đi thêm.